Xin mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào làm vườn nho. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác đang ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi cả. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho cho ta. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Về những người mới vào làm lúc giờ thứ 11 tiễn lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, và những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Anh chị em thân mến, mấy ngày qua ở Việt Nam chúng ta, người ta đang bàn tán nhiều về hình thức đầu tư BOT, và gần đây nhất là hội phụ huynh học sinh như là một nhóm lợi ích, và đang gây ra bao nhiêu là bất bình trong xã hội. Nhóm lợi ích đã tạo ra một thế lực để chi phối chính quyền, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực. Lợi ích nhóm chỉ nhắm đến quyền lợi của mình, họ không quan tâm đến thiện ích của người khác, và cũng chẳng màng chi đến nhu cầu của tha nhân. Họ sống ích kỷ và lòng ngập tràn sự tham lam. Nhóm lợi ích đó không chỉ xuất hiện trong thời đại hôm nay, nhưng nó đã hiện diện lâu đời. Đó là điều mà tin mừng hôm nay muốn nói tới: lợi ích nhóm trong cộng đoàn giáo hội. Điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói đó là tệ nạn xấu nhất đập vào giáo hội ngày nay. Thưa anh chị em, được ông chủ mướn vào làm vườn nho, họ nghĩ rằng họ có đặc quyền được hưởng lương bổng theo ý họ, chứ không theo điều đã thỏa thuận. Việc thỏa thuận ban đầu chỉ là điều kiện để họ hình thành nhóm, và khi đã bước được vào vườn nho, họ muốn thao túng. Vì thế họ không chấp nhận việc ông chủ trả lương cho người đến sau bằng họ. Và điều đó cũng có nghĩa
họ chỉ nghĩ đến lợi ích của họ và không muốn sẻ chia lợi ích đó cho ai cả. Họ đã giết chết khả năng tương giao với tha nhân. Tâm hồn trở nên khô cứng để có thể nhận ra rằng cuộc đời chỉ tràn đầy ý nghĩa khi cuộc sống biết sẻ chia, biết quan tâm đến người khác. Một lối sống ích kỷ như thế chỉ có thể đem đến cho họ sự cô đơn cùng cực. Bởi cuộc đời chỉ có niềm vui khi cuộc đời đó biết kiến tạo mối tương giao với tha nhân. Quả thật, giáo hội cũng đang nhức nhối bởi những thái độ ích kỷ, thiếu cởi mở và sẻ chia của những người con của giáo hội. Những người con luôn tự hào về công trạng đóng góp của mình trong việc dựng xây hội thánh. Họ đang bóp nghẹt sức sống của tin mừng, một sức sống đến từ lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa. Trong chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Philippines trong tuần tháng Giêng năm 2015, một em bé đã hỏi Đức Thánh Cha: "Thưa Đức Thánh Cha, tại sao Chúa lại để xảy ra sự dữ như thế? Và tại sao ít có người giúp chúng con?" Một câu hỏi đắng lòng, phải không anh chị em? Tại sao lại có quá nhiều người chịu đau khổ vì bất công trong xã hội hôm nay, khi mà thế giới này đang bước vào một kỷ nguyên với nhiều thuận lợi và tiện ích cho con người? Thưa, bởi vì chủ nghĩa hưởng thụ thực dụng đang khuynh đảo và làm xói mòn những giá trị nhân văn trong mối tương quan giữa người với người. Người ta chỉ còn quan tâm đến quyền lợi cá nhân và dần hình thành một lối sống vô cảm trước người khác. Sự vô cảm đó đang làm cho cuộc sống xã hội hôm nay mất đi mối tâm giao và trái tim con người đang dần hoa đá. Nhà văn Helen Adams Keller đã nhận xét: "Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, đó là sự vô cảm của con người. Vì lợi ích của một nhóm, của một cá nhân mà chúng ta đang đánh mất dần mối tương giao để nối vòng tay lớn. Khi chủ trương toàn cầu hóa, người ta có tham vọng đưa con người lại gần với nhau, chia sẻ thiện ích với nhau, thì điều ngược lại đã xảy ra. Thay vì mang đến cho nhau những cái hay cái tốt, thế giới này lại ngập tràn một lối sống vô cảm và làm cho thế giới này đang khép dần các con đường dẫn tới sự gặp gỡ để sẻ chia, để yêu thương. Và điều tệ hại nhất là con đường dẫn tới để gặp gỡ Thiên Chúa cũng bị bịt kín. Đó chính là nguyên nhân để sự dữ hoành hành khắp thế giới và cuộc sống con người càng ngày càng bất an." Vâng, thưa anh chị em, chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới có thể kiến tạo được sự bình an, bởi Ngài là đấng giàu lòng từ bi và nhân ái. Ngài đã không để một ai đứng thất nghiệp ngoài đường. Ngài thấu hiểu nỗi lòng của những con người đang đối diện với nhiều nỗi âu lo. Kìa là những người cha đang lo kiếm cơm gạo nuôi sống gia đình. Kìa là những người mẹ đang bươn chải để lo cho con cái có được cuộc sống ấm no. Kìa là những kẻ khốn khổ đang lo âu cho cuộc sống. Tất cả đều được Chúa quan tâm. Mỗi người đều được Chúa đối xử như nhau. Kẻ làm giờ thứ ba đến giờ thứ 11, Người không tính sổ chúng ta đã làm được bao nhiêu giờ. Ngài chỉ tính toán làm sao cho chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc. Thiên Chúa là thế đó, và vì thế chỉ có nơi Ngài chúng ta mới có thể tìm thấy được bình an. Một sự bình an được nảy sinh từ tình yêu hướng tha chứ không quy ngã. Một tình yêu biết chia sẻ chứ không thu quén cho riêng mình. Và như thế, sự bình an luôn được đâm chồi nảy lộc
trong mối tương giao đầy ắp tình người, từ con tim đến con tim. Có câu chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có tục lệ khi một người trong làng tổ chức lễ cưới và được mời khi dự tiệc cưới, khách mời không cần mang gì hết ngoài một xị rượu. Tại cửa tiệc cưới, người ta đặt sẵn một cái chum để khách dự tiệc cưới đổ rượu vào mà họ mang tới. Và khi tiệc cưới bắt đầu, chum rượu được bưng đến và khách dự tiệc sẽ uống rượu mà họ đã mang tới và đã được đổ chung vào với nhau. Thật tuyệt vời về sự chung chia niềm vui tiệc cưới, phải không anh chị em? Nhưng thật kỳ lạ, khi mọi người cùng nếm rượu thì chẳng thấy mùi rượu đâu cả, mà chỉ toàn là nước lạnh. Điều gì đã xảy ra? Thưa, bởi vì khách được mời đều nghĩ rằng cả chum rượu thì một xị nước lã của mình thì ăn thua gì, và thay vì mang rượu, họ đều mang nước lã. Và kết quả là tiệc cưới không còn có niềm vui, không có nụ cười, chỉ còn là những tiếng hờn trách giận dỗi. Thật buồn, phải không anh chị em? Đó là hậu quả của một lối sống ích kỷ, thiếu sự hiệp thông sẻ chia. Lạy Chúa, chúng con khao khát có được cuộc sống bình an. Xin dạy chúng con biết tìm kiếm sự bình an đó trong sự quan tâm đến tha nhân, biết sống quảng đại và bao dung để không tỳ hiềm ganh tương. Vâng, lạy Chúa, xin cho chúng con biết hành động như Chúa, để chúng con biết kiếm tìm niềm vui trong sự sẻ chia. Amen. Kiếm tìm tình mến giữa chuyên truyền ai, còn bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, còn đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ương. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, niềm mà mộng ước bao la, có Ngài quả lấp mong chờ. Còn như suốt đời rộn rã những kiếm tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững. Nơi dương thế này qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ương. Vâng Chúa ơi,
con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la có ngày quả lấp mong chờ. Chiếc thuyền mộng manh lướt giữa dòng sông, mong thấy bên bờ cho thuyền lặng im cuộc sống. Nhưng con sóng dài xua con ngã ngoài, ngài ơi nâng đỡ dậy, xin hãy đưa đường về bờ yêu thương. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm ngài lòng con thầm ương. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la có ngài quả lấp mong chờ. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la có ngài quả lấp mong chờ.